Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2023. Em tươi xin được gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị, quý khách hàng, mọi người đang xem video của cơ sở nhà em. Hôm nay thì em có một ít là lan kim tuyến rừng, sâm ngọc linh và có cái nấm hắc chi. Em xin được điểm qua và báo giá. Chúc mọi người xem video vui vẻ và sưu tầm được nhiều cái sản phẩm bổ ích cho gia đình. Đầu tiên thì em xin giới thiệu với cô chú anh chị về lan kim tuyến, là một cái loại lan mà nó rất là tốt cho vấn đề gan cũng như là giúp thải độc mát gan, rất là hiệu quả, có thể nói là một cái loại dược liệu quý và hiếm. Cái này làm hàng bà con đi rừng khai thác được cô chú anh chị này. Hôm nay thì nhà em có thu được một ít, nó chỉ có khoảng 8 lạng thôi các bác nhé. Và cái mặt hàng này ấy, thì hiện nay là đang mùa cho nên là mới có một ít như vậy thôi. Và giá em bán là 300.000 đồng một lạng nhé. Và giá là 3 triệu đồng một cân. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu thì mua ủng hộ em nhé. Cái này thì cô chú anh chị lấy về có thể ngâm rượu hoặc là mình ăn trực tiếp đều được nhé. Nhưng mà nếu mà ăn ấy, thì các bác chỉ ăn một ít một thôi nhé, không được ăn một lúc mấy lạng đâu. Bởi vì cái này nó có dược tính trong này rất là cao, không thể sử dụng một lúc nhiều được nhé. Mỗi lần mình có thể sử dụng được khoảng, ước lượng nếu mà bằng tay thì các bác chỉ có thể sử dụng được bằng này thôi nhá. Và mình có thể để ngăn mát dùng dần. Đấy là về cái lan kim tuyến đỏ, một cái loại dược liệu quý hiếm, rất là tốt cho sức khỏe ạ. Tiếp theo ở đây thì em xin giới thiệu với cô chú anh chị về nấm hắc chi, là một cái loại nấm mà mọc hoang dã trong rừng. Đầu tiên hình một em xin giới thiệu với cô chú chị là một bông rất là to đẹp. Bông này cái chiều ngang của nó là vào hơn 20 phân rồi. Bông rất là to đẹp như vậy. Bông này em bán là 350.000 nhá. Bông số 2, bông này là nó cũng khoảng hơn 20 và em bán là 250.000. Cái này là hàng rừng mới khai thác về và em chưa rửa chưa gì hết nhá. Cái về các bác rửa sạch phơi khô rồi thái ra dùng dần nhá. Tiếp theo hình số 3. Hình số 3 là một bông em bán giá là 200.000 nhá. 200.000 cho bông hình số 3. Bông này cái chiều ngang bông của nó cũng khoảng được gần một gang tay của em, khoảng 17-18 phân nhé. Tiếp theo hình số 4. Hình số 4 là một bông cũng rất là đẹp. Bông này thì nó khoảng 15 phân và em bán là 180.000. Hình 5 bông này rất là dày thịt và to. Bông này thì khoảng 15-16 phân và em bán giá là 250.000. Hình 6 bông này nhỏ hơn, cũng rất đẹp nhé. Bông này em bán là 100.000 hình 16. Cái này thì về cô chú anh chị có thể ngâm rượu hoặc là hãm nước uống. Nước uống thì một bông như thế này thì cô chú anh chị thái ra ấy, thì dùng cũng được rất là, như bông nhỏ này ít nhất cô chú anh chị cũng có thể dùng được làm 3 lần sắc uống. Và giá là 100.000 nhá hình 6. Và ở đây hôm nay em có một số củ sâm ngọc linh, em xin giới thiệu với cô chú anh chị. Sâm ngọc linh hàng trồng bán tự nhiên, cái này nó rất là già và được trồng trên 10 năm tuổi trở lên hết rồi. Hình 7 là một củ rất là già đẹp như này, củ này em bán giá là 850.000. Hình số 8 em bán là 750.000. Hình số 9 củ này em bán là 850.000. Hình số 10 củ này rất là to và già đẹp, em bán là 850.000. Hình số 11 là 780.000. Hình 11 780.000. Và ở đây hôm nay thì em có một số củ nấm tích dương, em đã đóng túi rồi, mỗi một túi là 2 củ khá là to và em bán mỗi một túi là 80.000 nhá. 80.000 một túi nấm tích dương, cô chú anh chị lấy về ngâm rượu, có thể bỏ thêm một vài hạt kỷ tử để làm được một bình rượu ngon, giá 80.000 một túi ạ. Vâng, hôm nay thì em xin phép được giới thiệu với cô chú anh chị một số các mặt hàng như vậy. Một lần nữa em xin được cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các clip bán hàng tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.